Vâng, xin chào mọi người, rất vui được quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Tinh. Trong phòng khách của chúng ta có những cái khoảng không gian còn trống mà chưa thể lấp đầy, thì nó sẽ làm cho không gian phòng khách của chúng ta lõa hoặc là không có điểm nhấn và không ấm cúng, thưa quý vị. Thì đoạn video này chúng ta sẽ cùng nói đến 2,5 mét khoảng trống của nhà quý vị, chúng ta có thể kê gì. Và đây là 3 món mà chúng tôi trưng sẵn để nêu lên ý tưởng cho quý vị có thể học hỏi và trao cho mình những cái kinh nghiệm có thể trang trí. Và bất kể một không gian nào trang trí thì chúng ta cần sự cân đối. Ở đây Đỗ Tinh thì sẽ trưng muốn làm nổi bật chiếc tủ này lên. Đây là một chiếc tủ sách bằng chất liệu gỗ vụn tại đồ gỗ Đỗ Tinh. Và tủ sách này có chiều cao là 1m10 và rộng 76. Đục khá là cầu kỳ, tủ sách của người Huế xưa, của những cử nhân Huế xưa. Tủ sách này còn ngoài việc chúng ta có thể trưng sách để bên trong thì chúng ta còn có thể kê những món đồ yêu thích bên trên này. Ví dụ như chúng tôi đang kê một thần trà ở đây, trông rất là đẹp, đơn giản ít nhưng mà lại đẹp. Và chúng ta cần có sự cân đối giữa hai bên thì chúng ta kê thêm một cặp tôn. Ở đây Đỗ Tinh kê một cặp tôn trúc bằng gỗ chắc, đơn giản. Tại sao chúng ta lại cần sự đơn giản? Vì mục đích của Đỗ Tinh đây là muốn cho chiếc tủ này nổi bật hơn. Vì thế muốn một đôi đôn đơn giản, đục không quá cầu kỳ bên cạnh một chiếc tủ sách này. Thì như vậy thì chiếc tủ sách sẽ trở nên nổi bật và ấn tượng hơn. Và trong một không gian của chúng ta cũng chỉ cần một vài điểm nhấn, một vài điểm ấn tượng, những cái đồ xung quanh thì chúng ta là phụ họa cho cái điểm nhấn đó thì nó mới đẹp. Tại sao có những người trưng rất là nhiều đồ nhưng lại cực kỳ trông lại cực kỳ bắt mắt, dễ nhìn, thoáng? Vì người ta xác định đâu là điểm mấu chốt, đâu là điểm nhấn của không gian phòng khách. Một không gian phòng khách chúng ta có thể trưng một chiếc đồng hồ, một bộ ghế, nhưng điểm nhấn thì lại là chiếc đồng hồ. Một không gian như ở Đỗ Tĩnh dành cho 2,5 mét khoảng trống của phòng khách của quý vị thì chúng tôi lại muốn làm điểm nhấn gần chính giữa này, đó là chiếc tủ sách. Và để mà đẹp chúng ta cần có sự cân đối, một cặp đôn giống nhau để hai bên cân đối, một cặp nọ giống nhau, đối chiều nhau để hai bên tạo nên sự cân đối rất dễ nhìn, rất thoáng, thưa quý vị. Và hai bên không được cao hơn phần chính giữa. Chiếc đôn này của chúng tôi thấp hơn chiếc tủ khoảng 20 cm, hơn 20 cm. Và tủ thì cao, tủ sách Huế thì cao 1,1 m, còn đôn là cao 83 cm. Tất cả những cái sản phẩm này đều được chúng tôi làm theo thức nỗ ban phong thủy. Và hai bên cần phải hạ thấp hơn so với ở phần chính giữa, trung tâm, thì nó sẽ tạo nên độ nổi bật cho cái điểm nhấn của chúng ta hơn. Không được cao hơn, cao hơn thì nhìn quý vị thì tưởng tượng cao hơn thì nhìn nó sẽ rất xấu. Và chỉ những cái điều đơn giản như vừa rồi thì chúng ta có thể trưng cho mình một không gian vô cùng đẹp, nhưng cũng cần phải có kinh nghiệm, thưa quý vị. Không phải cứ mang đồ về là nó sẽ đẹp. Và chúng ta phải xác định được những điều sau đây. Thứ nhất là xác định được khoảng trống chúng ta là bao nhiêu. Thứ hai là nên được ý tưởng cho không gian và xác định đâu là điểm nhấn cho không gian đó, thì như vậy chúng ta mới tạo nên được một không gian đẹp, ấn tượng và trông cực kỳ là dễ nhìn. Và còn một điều nữa mà quý vị cần lưu ý, đó là chúng ta cần khoảng trống giữa những món đồ. 3 món đồ này như tôi vừa đo thì nó là từ điểm đầu và điểm cuối đến chiếc đôn kia thì mất diện tích là 1,9 m. Và tại sao chúng ta cần tới diện tích 2,5 m? Vâng, thì chúng ta phải để độ thở hai bên. Như không gian ở Đỗ Tinh này thì showroom nó chỉ kê tích được như này, nhưng vì chúng tôi rất nhiều đồ chúng tôi kê tiết kiệm không gian nhất. Mà nếu mà ở không gian quý vị là phải cần 2,5 m thì để tổng thể một cái combo đồ này chúng ta thì kê tích ra một chút, chúng ta sẽ có khoảng trống giữa hai chiếc tủ và chiếc đôn, khoảng trống giữa đôn và tường hoặc là một cái gì đó thì nó mới đẹp. Và nếu mà chúng ta kê dích nhau quá thì sẽ không bao giờ đẹp. Và
Nếu quý vị nào muốn biết thêm thông tin ba sản phẩm này, ở phía cuối đoạn video chúng tôi có những video riêng cho những cái sản phẩm này và báo giá trực tiếp trên video. Và hy vọng đoạn video vừa rồi đã nên được thêm cho những vị khách hàng của Đỗ Tĩnh thêm những ý tưởng để trưng bày cho không gian phòng khách của mình. Và chúc cho những vị khách hàng của đồ gỗ Đỗ Tĩnh thiết kế được cho mình một không gian phòng khách thật là tuyệt vời, đúng với niềm đam mê của mình. Hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong những đoạn video tiếp theo. Và nhớ hãy đăng ký kênh của Đỗ Tĩnh. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.